Hi, xin chào mọi người, và bây giờ thì chúng ta sẽ hoàn thành cái bức tranh galaxy được vẽ trên cốc giấy như thế này nhé. Ê, hai cái có đấy ta. Cái nữa là một điều hỏi. Gọi trả lời. Hai có đấy à? Đúng cái thì là bị hiểm. Đây một cái to thôi. Cái to luôn. Máy á? Có. Ok. Chị lấy cho chúng tóc cái nữa. Sao lại đấy. Nãy chú không sợ ra chân tóc. Báo tuần nữa là Báo tuần nữa là tóc thì bằng nhắn nữa à. Ừ. Đi tóc mới sống ra từ hà tuần hai tuần là giá vui chân. Mới là từ nhóm thì hơi bị nhạy cổ đi. Ngoài chỗ đá bảo cái mũ lâm tóc có đẹp á. Cái đôn hả? Tạm tạm thôi chứ không phải là quả xuất sắc á. Có ai make up đẹp á? Make up thì tạm tạm. Có thuế về à? Thuế đó. Chưa lúc nữa mà mình từ được make up thì mệt mỏi lắm. Mới xong hả? Họ thuế gì nữa đó? Đeo thể cũng bình thường nhưng nó xuất sắc luôn ạ. Bình thường được cơ. Đến xấu ra đây. Đến còn đi ra đây. Thật thường đi lắm. Tóc mà bình thường làm á. Bình thường làm tóc á. Sớ ấy. Sớ, bởi là chị sơ lắm. Chị sơ để các tóc ngắn, tóc mái ngắn lại á. Chứ chị sẽ để cho dài đã. Thằng rập khuôn mà đẹp kể. Rập khuôn mà xấu nữa. Đấy, mình đã hiểu về chứng của Grinch như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Nhưng xin anh đừng đi. Wow. Chứ mình vẽ mấy cái gì to to, càng to là càng xấu. Cái gheo của đèn tóc dự nệm. Mới là mấy cái kẹp tắm nữa. Để cắm hoa vô. Cắm hoa vô. Mấy tóc luôn. Để kéo đèn mơ. À, cái lúc nữa là hơi bị nở đỏ. Vì á, là khi mà làm lễ là mình đồi ná đồi mẫn. Nên chị bụi mấy cho cô cắm hoa vô. Không, bụi gì nữa. Không cắm hoa bất thờ mẫn. Không cặp nhắn lắm. Nhắn lắm. Hả? Sớ lúc nữa kiểu như chá rồn rang á. Yên tâm thảo bánh tịnh. Ok. Cái gương kiện đó thảo con bánh tịnh đó. Ừ. Đây là tin tưởng ở tai nghe của Thảo. Sẽ tin tưởng giáo nhan sắc này. Cải đâu đây? Sẽ giáo cải đâu này? Dừng lại thôi. Ngay lại thảo phải dây sợ hơn. Thật ra mới thảo cái đàn ạ. À, trong khi mùa nở đã đẹp cho nó thì thật ra
Ok. Nhưng mà đeo chiều 1 giờ chiều mày lại làm lễ là 1 giờ đến 3 giờ. Thì có cả buổi sáng ấy. Ừ. Nhưng mà má phải làm sâu để cho con đẹp á. Ừ. Thảo ra được. Chắc mọi người lại bụi lên xong đời rồi bệnh nha. Bụi lên á. Ok bụi. Đưa em còn bụi lên đẹp. Lý thì cháu phải thả nữa rồi. Không làm bú thì à. Thôi để mai tóc Lý để tìm. Mới rồi chị thấy đôi bẩn mới xóa tóc ra. Cũng đẹp đẹp cho lắm. Không nghe gì em. Không nghe dùng gì đang lo cho nhắn sắp em. Và đang bang rồi chứ. Bang bang. Chị đang bang mà. Bang bang kể. Để cho em có được một sự xuất hiện tốt nhất. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye.